Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review cho các bạn xem thêm các cái mẫu xe mà thuộc về cái đồ chơi dùng pin. Rồi, mời các bạn xem chi tiết và màn hình hơn. Đầu tiên mình sẽ review cho các bạn xem nó là cái chiếc xe hơi mở cửa. Thì nghe cái tên nó thì các bạn cũng biết ha. Khi sản phẩm chiếc xe hơi hoạt động các bạn thì sản phẩm hai cánh cửa hai bên của chiếc xe hơi nó sẽ mở ra mở vô, các bạn xem nè, nó nhìn rất là hấp dẫn các bạn ha. Thì ngoài sau của hai cái bánh xe các bạn nó sẽ có hai bóng đèn led và nó chiếu chiếu rất là nhiều màu sắc. Các bạn để ý trên những thùng giấy mình review ha, chiếu rất là nhiều màu sắc các bạn, xanh đỏ tím vàng, rất là hấp dẫn ha. Đặc biệt là con em chúng ta chơi ban đêm các bạn, những cái mùa lễ á, chơi ban đêm rất là dễ thương. Thì khi sản phẩm nó hoạt động các bạn thì nó sẽ gặp vật cản nó tự động tránh ra chỗ khác. Sản phẩm tiếp theo mình muốn review các bạn xem đó là cái chiếc Minion chạy xe đua các bạn. Các bạn nhìn xem sản phẩm nè, bốn bánh xe thì nó sẽ có đèn, ngoài trước con Minion nó trước mắt kính các bạn cũng có đèn LED luôn. Thì sản phẩm này cũng dùng 3 viên pin luôn các bạn, được lắp ở dưới bánh xe các bạn. Các bạn mua về các bạn tháo cái bịch ni lông ra thì ở dưới bánh xe nó sẽ có chỗ lắp pin. Các bạn lắp 3 viên pin vào và công tắc lên thì sản phẩm nó sẽ chạy thôi. Khi sản phẩm nó chạy thì nó có đèn nhạc, đèn led và gặp vật cản cũng tự động tránh giao khác, rất là dễ thương, rất là hấp dẫn. Các bạn xem chi tiết hơn. Sản phẩm tiếp theo của review đó cho các bạn xem đó là con Kitty lái xe hơi. Đây các bạn xem cái sản phẩm này nè. Thì ngoài trước con Kitty và ngoài sau lưng con Kitty nó cũng có đèn led và cái chiếc xe hơi đằng trước cũng có hai bóng đèn cũng hoạt động luôn các bạn, nó cũng có đèn luôn. Thì bánh xe này nó cũng xoay 360 độ luôn các bạn, bánh xe tròn ha, gặp vật cản thì cũng tự động tránh ra thôi. Các bạn xem chi tiết nè, hết pin thì chúng ta thay pin thôi. Những sản phẩm này các bạn là nó cũng là thuộc về những sản phẩm mà lồng đèn trung thu mà nó cũng là thuộc về đồ chơi dùng pin luôn các bạn ha. Thì đây cũng là một cái bí quyết để các bạn bán cái đồ chơi của lồng đèn trung thu á, thì những ngày thường á. Rồi mình review tiếp cho các bạn rồi nói thêm. Cái sản phẩm tiếp theo review đó là Dogemon lái xe đua. Đó các bạn xem chi tiết ha, cũng giống như con Minion lái xe đua thôi. Nhưng mình nói nè, thì những sản phẩm này là những sản phẩm đồ chơi dùng pin. Nếu như các bạn mà bán những ngày thường á, mà ngay cái ngày lễ trung thu á, thì các bạn muốn chế ra những cái sản phẩm mà thuộc về đồ chơi dùng pin đó, thì các bạn mua cái cán rồi về các bạn lắp vào những cái đồ chơi dùng pin á, thì những sản phẩm nó sẽ trở thành là những cái chiếc lồng đèn trung thu của bạn. Còn như những ngày thường hết lễ trung thu thì các bạn có thể tháo cán ra thì các bạn vẫn bán được đồ chơi dùng pin. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong một video mới nha, trong một sản phẩm mới. Xin cảm ơn rất nhiều. Bye bye.